ngồi xa xa nha, nhìn nè. Xong chưa? Rồi rồi. Cái hoạt đầu mày thứ nhất này, ta để cái bút kim thiểu từ đường á, để số 2 thôi. Nó không có đâm sâu, không biết đau, nhưng mà từ đó ta mới nặn máu, chứ không phải đâm đâm số 5 á, đâm rút ở trong nó không được, để số 2. Này, thấy chưa này. Đó, 1. Thì số 1 đó này. Đầu chân mày, giữa chân mày nè, là ngay 30 lên nè, thì số 2 nè. Đứng xa xa thôi, đứng vì hình trên thì có rồi. Này đây nè, đó, giữa ngay chân mày nè. Đó, bây giờ nặn máu, thì số 1. Rồi, coi đường. Đường lên mắt đuổi thiếu. Điểm 10.5 tức là sau khi ăn á được quyền tới 12 rồi, không sao. Nhưng mà cái mắt này á 10.5 bên nào, bên này, bên phải số 1, 10.5 bên kia. Bên trái. Đó, mắt có thể một bên rõ, bên không rõ là bên này máu không ra này, ít. Chín và cũng được, cũng bằng, cũng xuất xỉ 10.9. Hai mắt mà chênh lệch nhau nhiều, tức là thì là mắt này nhiều độ với ít độ. Máy hay nó vô máu nó kêu nó phải báo luôn đi. 11.2 thầy thấy khác nhau, phần đường nó khác nhau. 11.2 cái số 2 như nó nhẹ quá, nó đâm không có như cảm không, nhưng mà không cảm giác đâu, thì mắt nó không hư. Đâm vô lúc vô nó trúng vô cái tĩnh mạch, nó xì phỏng rồi hả, nó bị hư mắt. Thì chỉ được quyền để số 2 thôi. 10.9 cũng tương đương, bên kia là 11.2, bên đây 10.9. Rồi xong. Bây giờ quý vị coi này, thế dây số 1 bên đây thì dây số 1 bên đây, số 2 bên đây, số 2 bên đây, số 3 bên đây, số 3 bên đây, số 4 bên đây, số 4 bên đây, số 5 bên đây, số 5 bên đây, số 6 bên đây, số 6 đây, thì tới số 7, chứ không phải là dây một bên đâu. Tức là hai mắt cũng như máu mở cho đều. Cầm cái này để ngay vào đầu chân mày. Đó, giữ nguyên dây 18 lần. Bấm ở đây, tay giữ cái đầu để cho nó có cái điểm tựa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Đau chứ hả? Đau, đau là bệnh đó. Bấm vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mặt lên đầu không? Bên đây, thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mặt lên đầu. Chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Số này đây, đây, ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đây là 1, 2, 3. 4 nằm dưới này. Là giữa cái con mắt này này, cái đôi mắt này này, nó chia làm hai. Ở trên cái gờ mắt này. Đó này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Còn giữa bên, giữa trên cái lông mày này này, nó có cái lỗ, gọi là cái thái dương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cái mùi thấy dương nó nguy hiểm mà, nóng mạnh vô cái là tiêu á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đây, còn đây này, cái chân tóc này, chân tóc đây. Cái mắt đây ha, trường đôi nằm đây này. Đây là dương bạch. Đấy, bây giờ mình làm bên đây trước thì phải cũng qua bên đây trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Rồi. Thầy ngồi à. Đây thầy cái gì? Đây, quý vị rờ với nhá, ngang cái tay này, đi ngang đây này, trên đây đi lên này, thì mình thở thấy cái đây cái cục xương này, này. Đây cục xương này này, à. Thì chấp chấp mắt lại thì mình chán gần đây á, nó chỉ như thế mà thấy thấy tột cùng á, theo bình thường thì thấy nhưng mà nó không có nó sáng như nó rõ, nó sáng rõ, nó rõ. Bây giờ bắt đầu tự nhiên mắt nó sáng, tại vì nhiều khi thiếu đường mắt nó khô, bây giờ mình bấm một cái là mắt nó tươi. Đó là tươi lại sáng lại. Đúng. Thấy nó tươi lại tức là sáng ra. Đúng tay. Đúng tay ở dưới. Không, thường thường mắt thầy đã bình thường không nói tệ. Nhưng mà nhỏ lắm thì không thấy. Nhưng mà hôm nay thấy hình như là nó giống như là mình thường thường mình thấy cái mắt thầy cũng soi bây giờ giống như là trước nó có một cái màn sương mù ha. Mình thấy nó mờ mờ bây giờ tự nhiên. Cái này rõ lắm rồi. Cái này thấy rõ lắm rồi. Để ở đây con rõ. Để tuốt đây vẫn thấy rõ, mà chữ nhỏ vẫn thấy rõ. Nhưng mà không, hồi xưa thì cũng thấy nhưng mà nó hơi lem lem. Nó hơi lem lem á. Bây giờ thấy nó cô động, nó có nét. Ví dụ vậy đó. Nó vậy. Tại vì bấm cũng đau đúng không? Đau không? Không phải. Ê thì đau mới hết bệnh chứ. Trời ơi. Cái... Không có đau lắm đâu. Không, nói đau. Nói đau là đau cái lúc mà bình thường mình làm nhẹ. Chứ làm hơi hoàn nặng thì để cho mình giữ nó đâu. Cái cô mắc kính này là sự chất nè. Đó vậy xong á. Xong. Cảm ơn. Chút xíu làm này, chút xíu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Đây cái cục này ra. Đây cái cục.
xíu. Thấy được một tí, đọc được rồi đấy. Đọc được chút xíu. Như vậy khi đọc được thì từ nay như vậy thì gần một chút thì bỏ kính ra được rồi chứ vâng. Phải đeo kính nữa. Bây giờ con đeo kính thì được. Đọc được á, đấy chứ khi ăn sao đã sợ SC đọc được chứ. Bây giờ đọc được nhiều. Từ từ sáng lên. Thì như vậy tới đây đâu phải đeo kính nữa. Bây giờ thấy rõ hơn nè, từ từ sáng lên. Từ từ sẽ vì nó đang từ từ nó sáng lên. Vâng. Hồi nãy mở giờ sáng lên. Đặt nó với lại dây với cái chuyện đó là gì? Không, khi nào mình định đeo kính mắt mờ thì bắt đầu làm tiếp. Đấy, từ từ sáng lên. Thế bây giờ quý vị thực tập lấy cho nhau hết. Ồ. Đấy, từ từ sáng lên. Từ từ sáng lên đấy, sáng lên nè, sáng lên nhiều rồi đấy. Bây giờ hầu như cùng với đeo mắt kính cũng giống chút rồi đó, 1-9-10. Vì thế mà cái này thay vì mình tăng độ kính lên thì mình làm này thì mình giảm độ kính nhưng mà cuối cùng bỏ kính luôn. Bỏ kính luôn. Thành ra người ta cứ không biết là cứ uống thuốc tiểu đường hoài, cứ thạch kính hoài, nó cứ mờ mắt hoài. Thì bác sĩ cứ nói chuyện kính là chuyện của mày, cái tiểu đường là mày phải hề uống, hề uống vào làm uống là mình mờ mắt hoài. Bây giờ coi không có nheo mắt rồi nữa, hồi xưa coi không có nheo mắt rồi nheo mới thấy gì. Đấy, coi bình thường là thế, đâu có sợ đâu, mắt không sợ. Vì bây giờ nhìn cái mắt nó trong chứ nó không bị mờ mờ. Nó không sợ mà nó dám nhìn. Lúc trước là mắt nó mờ, hoặc là mắt nó khô, hoặc là mắt nó chảy nước nhiều. Bây giờ tự nhiên nó sáng là cái con người của nó, với lại nó trong ra. Nó trong ra, cái gan trong ra. Hồi xưa con nhìn á, con phải nheo, con nhìn phải đẹp sao, con nheo cái mắt lại nhăn cái mặt lại. Bây giờ không, đâu là nó đâu nhăn đâu. Rồi bây giờ quý vị thực tập đi. Cứ hai người, người này làm cho người kia, rồi làm đi. Đây. Cái lỗ tai mà vào sâu á thì lỗ tai nó rộng. Tức là cửa nó to. Lỗ sai nào mà nó hẹp á thì nó vô ít thôi. Thì chính cái lỗ tai đó là lỗ tai mà mình lắng tai mình điếc. Thì giống như đây là một cái cửa. Đây là cái cửa lỗ tai mình nhớ cửa. Bên ngoài ta vẫn nói chuyện. Nhưng mà cửa đóng tức là nhỏ lại đó, mình có nghe ngoài nói không? Không. Thế thì mình mở cửa ra mình nghe không? Nghe. Vì thế người ta biết là do một bên tự nhiên đóng, hoặc là cục thịt, hoặc là rét tai nó dày lên. Thế mình đúc lỗ tai á, mình thấy ủa một tai nó lỗ hẹp tí xíu à. Mình cái lỗ tai này mình đúc cái tai vô. Lỗ tai này mình đúc cái tai vô. Đúc tai vô đây. Còn cái này là cái nắp tai. Cái nắp tai là cái này nắp tai. Nắp tai thì mình đóng cái nắp tai lại, đóng cái nắp tai lại thì nó bịt cái lỗ lại. Thì cái đèn nắp tai. Bây giờ việc đầu tiên mình làm trước là ngoáy rộng lỗ tai. Ngoáy này. Nhưng mà ngoáy lên. Tức là cái lỗ tai đang hẹp theo chiều dọc gì. Ngoáy lên nó thành chiều ngang nó to. À, để ý coi này, nó đang hẹp trên này theo tay này. Mình ngoáy lên. Đó, thì nhờ ngoáy lên đó, nó làm cho cái lỗ nó tròn lại. Thì nó đang hẹp này nhá, đang hẹp này. Khi mình ngoáy một cái đó thì nó tròn trở lại nè. Thành còn là ngoáy lên, khi ngoáy lên đó thì cái này to ra. Ta ngoáy á, ta mới theo tay mình nó tròn ra. Thế như vậy là cửa này mở lớn lắm thì nghe được. Nhưng cái nghe được thần là muốn nghe được nữa đó thì trong đó có một cái trống, đó là màng nhĩ. Thế khi lớn này nè, âm thanh vào một cái đó, mà cái màng nhĩ này nè, nó ở trong đó nó phải có buồng. Cái buồng trống đó là buồng mà giống như cái hang động á. Thành cái này phải to ra, cái màng nhĩ đây. Bây giờ dùng ngón tay cái ấn vào vùng huyệt thính cung, là vùng huyệt thính cung là vùng này nè, sát cái tai nè. Thì bây giờ mình thử ngón tay trỏ đây, mình để sát vào đây. Mình há miệng ra mình thấy tự nhiên nó có lỗ lõm. Chính cái lỗ lõm là huyệt, nhưng mà ngậm miệng lại sẽ đóng huyệt lại. Ngậm miệng đóng huyệt, mở miệng ra thì lỗ lõm. Càng mở lớp bao nhiêu á thì cái lỗ này nè, mình chỉ lấy cái tay này nè, mình chỉ gõ vào tay là mình đã thấy tay mình kêu rồi này. Gõ vào tay mình nè. Làm thử này, ấn này vào hai miệng ra lớn, gõ một cái nghe rõ thì đương nhiên này, này hai miệng lớn này, chỉ cần này là đã nghe rõ rồi, thấy chưa? Thấy không rõ gì? Thấy cái tai mình là bản tính vẫn nghe được, nhưng bây giờ nó biết cái cửa tai rồi, bấm nó ăn thôi gì đâu, mà không hai miệng nó ăn thôi gì. Thành bây giờ này, cái việc thứ nhất ngoáy rộng lỗ tai, mà nhớ rằng cái lỗ tai nào mà hẹp thì nghe không rõ.
Thế còn lắng tai. Thế tôi bị lắng tai này, tôi bị lắng tai này. Bây giờ làm cả hai tai cầm ngoái lên, ngoái tới, ngoái luôn nó rộng ra. Rồi xong, thế là tôi phải thứ nhất. Chúng ta dùng ngón tay cái là ngón của mình thay vì mình còn dùng ngón trỏ mình ngón tay cái. Há miệng ra, ấn đúng ở chỗ lõm đó, há miệng ra. Mình cầm móng, mình cầm cái ngón búng tay này, mình búng vào ngón tay mình. Thì người khác búng mới được chứ mình búng được. Rồi bây giờ rồi, đứng lại hai người làm thử. Hai người ngồi với nhau làm thử. Lấy ghế ngồi xuống thực tập thử. Lấy ghế ra. Một người đứng một người ngồi. Lấy mất tiêu rồi. À, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. À. Sao có gì nha anh này nha. Quay ra đây. Quay ra đây nè. Đây đây đây. Anh đứng nào đây. Nè. Nè. Thì anh còn ông này tự ngoái tai cũng được, ngoái này. Ngoái chưa? Ngoái chưa rộng ra. Tai nào thấy thấy bên nào nhỏ? Bên nào nó nhỏ? Dạ thấy hai bên giống nhau. À giống nhau rồi xong. Bây giờ nè. Bây giờ đây nè coi nè, lấy cái tay này nè, há miệng ra. Chịu không? Chịu mình không? Rồi miệng lại. Rồi miệng há miệng ra. Rồi chỗ sâu nhất, chỗ sâu nhất. Mình cầm cái này nè. Đúng cái tay này nè. Nói nghe chưa? Dạ. À mình nghe bỏ 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 bỏ. Chưa được. Tay này nè. Rồi. Há miệng nha. Thấy cái tay bị ông Liên á. Đấy đúng rồi. Ông máy. Đó. Ông bố. Thì tay bị mình cố thẳng cái xuống hơn. Làm chè đỏ. Làm chè đỏ. Có không? Có không? Bây giờ đứng thứ hai. Bây giờ mình muốn duy trì mình muốn duy trì cái tay nghe cho khỏi điếc á, được khỏi bị điếc trở lại đó. Thì mình dùng cái tay cầm cái nắp tay là nắp này này, nha, nắp này này. Cầm cái nắp tay là nắp tay này. Bây giờ mình đẩy nắp tay lại, rồi kéo ngược về vào phía trước, đó, kéo ngược trước. Rồi bây giờ này, xong rồi niệm Phật nhỏ nhỏ tay nhé, niệm Phật nhỏ nhé. A Di Đà Phật. Nhỏ thôi. Đẩy cái nắp tay này này. Xong rồi mở thành một cái buồng này. Thế thì khi mà tiếng nói đó ở trong cái giống như hang động đó, nó rung vào tai mình là biết là tai đã nghe rõ. Còn mình vịt sai không nghe tiếng rung vào tai mình là mình không nghe rõ. Tại vì mình bọc sát quá, mình không có cái bọng. Cái bọng như là như cái hang động đó. Thấy bịt lại mà phải như cái hang động chứ bị sát này vô ở đâu nghe được. Bây giờ tự mình làm đấy nè. Hai cái tay mình cầm cái nắp này, mình đè cho chút xíu trong kéo ra phía trước. Rồi đọc đi, à phần cái này đó. À đi đâu thôi. Đó mình thử nới lỏng ra hoặc là ấm bấn sâu vào. Cách nào mà nghe rõ nhất. Chứ đè mạnh không nghe rõ. Dạ con đè cái đè cỡ nào con nghe rõ. À, thấy nha. À. Như vậy nó rõ cái gì? Nhưng ngược lại giờ cậu vẫn đè như vậy đấy, đè mạnh. Có đè vô. Đè vô. Bây giờ nói thật lớn. A Di Đà Phật. Nói thật lớn à. Nhanh nhanh. A Di Đà Phật. Nó. A Di Đà Phật. Nó lớn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi nghe. Dạ. Nó có nghe bằng cái không mình nó nhỏ. Dạ nghe nhỏ đó, nó nghe nhỏ nó rõ hơn. À thế không? Đấy. Thế gọi là tánh nghe lúc nào cũng có. Mà mình nói lớn lại không nghe. Dạ, à, vì thế mình phải nói nghe nhỏ. Nhưng mà nghe nhỏ thì nó tiếng nó vang hơn. Dạ. À, còn mình nó đứng với làm như là mình đứng xa cả mấy cây số mình không nghe. Dạ. Tức là trong tai không nghe. Dạ. Như vậy là mình muốn luyện như vậy để không bao giờ mà bị khỏi điếc thì mình cứ này. Thì cái tai nó lớn đó. Khi mình nghe nhỏ và lớn thì người ta bắt đầu mình nghe nhỏ bên ngoài mình nghe rõ. Đó, vì thế mà vì thế các nhà thiền mình giống như người ta họ nghe rõ, ngồi trong buồng thiền họ nghe rõ. Đó, thì cái tánh nghe thì không vượt lại. Tức là cái tánh bên trong. Còn mình cứ ngồi ngay bên ngoài rồi mình phải lấy máy để vô điếc tai mình nghe bên ngoài thì cái tai bên trong không nghe. Ngược lại, tức là mình dùng máy để nghe bên ngoài rõ thì tai bên trong không nghe rõ. Bây giờ ngược lại mình nghe bên trong mình á thật rõ thì bên ngoài mình nghe rõ. Hai cái ngược lại. Đó thì thế gọi là đạo Phật. Anh càng dùng phương tiện để nghe ngoài rõ thì bên trong không nghe được. Còn cái tánh nghe bên trong có, anh ngồi anh nghe rất nhỏ anh đã nghe được thì người ta đi ngang thật tĩnh lặng mình nghe được. À, thành ra cái bài điếc tai rồi mọi người làm thử đi, đổi nhau làm đi. Cầm cái này này búng này, chỉ cầm cái tay này búng thôi. Mà đứng lên mới có thế cho mình đứng là có thế. Ngồi đây này là một người đứng là có thế. Đây này là qua đây không nghe đây đúng rồi. Dùng ngón tay búng một ngón này nè, búng ngón cái cho đừng ngón búng ngón trỏ, búng ngón trái này nè. Ra đây ngồi nè, ra đây ngồi. Để vừa bằng người ta mới đứng được. À. Tự anh ngoái tay đi, ngoái. Ngoái cho rộng đi. Rồi xong. Rồi.
để tay đây này, há miệng ra, đã tìm cái chỗ nào trũng nhất á, rồi lấy ngón này búng vào đây, lấy ngón tay này búng vào đây, búng mạnh, 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 đó này đó không, đó rồi bắt đầu chữa tay này, đó xong rồi, chữa tay đúng vào đấy, đúng vào đây, há miệng ra, để tìm đúng một cái lỗ đó, rồi cái tay này búng vào tay này, gương dùng tay ăn được thuận thế nào thì vào, há miệng lớn. Để áp sát đứng ở hở đi, áp sát này rồi, há miệng ra, búng vào đây. Búng vào tay mạnh lên, cứ bụp bụp vào được. Người ta ở ngoài người ta nghe thấy là bọc 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 vào được. Rồi, nghe rõ không? Rồi xong, còn bây giờ anh tự này, bịt lỗ tai lại. Bịt cái lỗ tai, bịt vừa vừa thôi. Rồi ai chưa đào thọt, ai chưa đào thọt, nhỏ nữa. Rõ không? Đó thế đó sẽ là rồi. Thế là mỗi làm như vậy mỗi ngày làm rồi thì thấy có nghĩa là mổ đó đúng không thế mà mình nghe để thầy thầy bên nhỏ bên lớn thầy đó thầy nói bên nhỏ là bên lắng tay thì bây giờ tự bệnh nhân ngoái ra chứ mình không ngoái làm chi không kéo cho nó lên cho nó hở rồi đó kéo cho nó hở ra chỉ có bị bên tao nhỏ hai bên dưới bên Nghe rõ chưa? Thấy làm sao mà con đi ra ngoài nếu mà có gió đấy, gió to là bắt đầu con bị ù này luôn. Thì chữa cái kiểu gì thế? Cuốn lên ngoài miệng thì gió không vào tai. Cuốn lên ngoài miệng gió không vào tai. Đó. Cuốn lên ngoài miệng gió không vào tai. Chắc như mình đóng cửa. À đóng rồi, tức là không có cho nó vào. Dạ. Mình đi ra đây cho bây giờ này tới à. Bây giờ tới vào chỗ đầu gối này. Chỗ lưng này. Nhân này. Một trong những nguyên nhân này là bị này. Thứ nhất thiếu chất nhờn. Khô khớp gối. Thứ hai uống nước nhiều, nước đầu gối. Nước trong đầu gối là nước gì này? Nước này trong nước rồi, nước là trong đầu gối. Chẳng gì trong đấy, uống thầy. Nước ở trong đầu gối này, nước nó bạc được mỗi lần. Nước trong đầu gối này á, là phải đi bác sĩ. Rút nước ra. Còn cái năm một năm nào rồi nó lại có nước lại. Vâng. Rút nước ra nó lại có nước lại. Nằm úp nè.
Dạ, ai đâu bố? Dạ, vâng. Con chụp cái hình trước rồi. Chụp đây. Rồi chúng ta thực hiện cứ đúng như vậy. Rồi bây giờ này, ông bố này, khối nào đau? Dạ, cả hai nhưng mà cái bên trái thì nó đau nhiều hơn. Bên trái đau nhiều hơn không? Dạ. Bên trái đau một cái, không có được qua bên trái này. Đứng lại đây, đứng lại đây. Quay lại thế này. Quay lại thế này. Phát lên cao. Cái một tay để đây. Một tay để thế này. Bây giờ, nghe, quý vị nghe câu thứ nhất làm gì? Nằm ốp xếp chân hình con ếch. Này, xếp chân hình con ếch. Đó. Đè cái chân thì không phải để thế này ấy, là chặt xương gối liền. Cái chân phải từ đây này. Đè vào mông. Đó, có để tôi đè. Thì trong cái đè đấy thì cái tay này để đây này. Nếu mà bệnh nhân đau á thì dùng hơi thở để giảm đau, thổi ra. Thổi ra, thổi, thổi. Như vậy anh này không phải là đau đầu gối. Vì nếu đầu gối là ép không được. Như vậy là máu không xuống đầu gối. Khí không xuống đầu gối, chân rất mềm xèo. Cái người đau đầu gối tới đây á, nó đau á, nó đã phải chồng mông lên rồi. Ông này là thiếu khí huyết. Thiếu khí huyết. Nha, à, không đau đầu gối. Vẫn dẻo. Thế như vậy là cái giai đoạn là xong rồi. Thế từ từ có thể là mông mới giảm được từ trung cấp là rồi. Bây giờ dây, bây giờ đến thứ hai, dây lắc lưng mông cho thông khí huyết vào gối. À, dây này này. Thì cái bệnh đau gối này này. Thì mặt trước các mình chay á là khí, mặt trước này này, cái mặt này này là mạch đốc là khí. Khí xuống đầu gối. Dai thế này á là máu ở dưới bụng này, nó dồn xuống chân là huyết, khí ở xuống đầu gối. Thế là đây là điều thứ hai. Thế anh này không phải đau gối, rất là thế này là mình còn làm được mà đau gối gì đâu. À. Vâng, rất là đau. Rất đau là thiếu nè. Thiếu thôi. Không có là thiếu máu xuống đây. Thôi. À. Bây giờ thứ ba. Móc ép háng chân gối đau và lắc gối cho gót chân vào mông. Bây giờ lắc thì bây giờ nằm quay lại cho người ta thấy cái móc à, nằm quay trở lại, nằm quay trở đầu đây, đầu qua đây. Thì cũng là chân trái đó, không? Vâng, 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 là chân phải thế. Phải thế. Vâng, vừa rồi thì là chân phải. Bây giờ thế rồi, bây giờ này, bây giờ coi này, thế là cái móc của cái háng này, cầm cái xương háng này này, thì có những người á nó không vô. Nó không vô. Mà mình đè vô sẽ đau. Mình đè vô đau lắm. Thì tới đây này, mình cứ giật lên này. Giật lên tự nhiên cái này vô này. Móc này giật ra. Và chính cái móc này đang bơm máu xuống. Xuống gối. Cầm này này. Thì tự nhiên vô này. Nhưng bây trường hợp này là trường hợp viên. Là khí huyết không đến. Thì bây giờ cả hai chân chúng ta đều phải ép. Nhưng mà dùng cái cây chêm, chêm ở đây này. Chêm ở đây. Vì chúng ta chêm, trước khi chêm á, chúng ta đều lắc hai chân này. Bé luôn. Lắc hai chân này. Thế nên để mà lắc á, không được phải để thế này, hình quả đáy này. Lắc này. Nhưng mà chân này không có sức. Yeah. À, bây giờ chúng ta có sức á, thì chúng ta làm này. Để đây, quý vị coi này. Chúng ta để cái chân vô đây. Chúng ta ép nó. Ép nó này, ép vô. Thổi ra. Cái đầu bỏ vào cái này, thổi ra thổi mạnh, thổi, đó. Tức là cái chân không có sức, không có sức á, mà mình ép này nó đau, nó phải ngửa chân ra thì nó hết bệnh là 1, 2, 3. Đó, không có khí, 1, 2, 3. Không có khí, chân không có khí, 1, 2, 3. Không có khí, 1, 2, 3. Không có khí gì cả. Ui, muốn nó khí đấy, giữ nguyên, bây giờ tự nhiên khí xuống này. Ngoáy con chân thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ năm. Ngoáy, cũng không có khí luôn. Tức là không có khí. Có khí là đau, nó phải gồng lên thì khí gồng ra thì khí chạy qua đầu gối. Rồi. Bữa kia đau làm cái gì cũng đau. Đây coi. Nè. Một, hai, ba. Ngồi ra. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Dài này. Vào giới không đau. Dây thứ chứ đâu phải không cần gì vỡ. Rút giới. Rút giới cho dễ thấy. Rút giới. Rút tắt.
tao này á là khí huyết không đủ để lên thần kinh, tức là đường thiếu thì không nuôi thần kinh đó. Thì cái đường quan trọng lắm, đường không nuôi thần kinh, thần kinh không biết gì cả. Thế khi mình dạy cái này mà chân kia không nhúc nhích nhá, không nhúc nhích là vì thần kinh này không có đường. Thế thiếu đường quan trọng không nè, không giật gì hết, không nhúc nhích xấu gì kìa, không giật gì hết, không có cảm giác luôn. Nè. Thế bây giờ muốn có cảm giác á thì ta phải kích thích cái cảm giác bằng cái này. Như vậy cái đường rất quan trọng. Nên là mình cấm thì mình trà cái chân nó nhột nhột. Thì trà chân nhột nhột đó thì ý nghĩa gì? Tác động trên hệ thống thần kinh giao cảm. Để cho nó nhận được, nó ra một tín hiệu phản xạ là nó mới giật. Thế thì bây giờ mình giữ này nè. Giữ này nè. Nè. Mình cài nè. Nó cả không cái chân rồi. Cái chân này còn không có nè. Chân này không có hả ha? Không có. Chân này đó không có. Thì chân kia sao có được? Thế cái này đâu phải bị đau đầu gối mà mình vẫn đau. Lý do tại gì? Thiếu máu và thiếu đường thì thần kinh không làm việc. Mà đau uống thuốc giảm đau á lại làm cái hệ nhạy cảm nó chết đi. Con mổ gối 2 lần mà vẫn như bây giờ. Tức vì nó cắt cái thần kinh rồi. Mổ tức là tắt thần kinh rồi. Thấy không? Bây giờ như vậy là phải châm hai cái ngón này nè. Đó. Là vẫn không biết đau không? Có đau thì giờ đau rồi thầy. À biết đau là gì? Anh bảo đau đi. Ngón thứ 5, ngón thứ 4 nè. Chỉ có hai ngón này thôi. Đau chưa? Dạ đau rồi. Đau rồi. Giao cảm thì có, mà phản xạ thì chưa có. Thiếu đau phải, đau phải nhúc nhích đi, nhúc nhích về chứ. Vậy thì trường hợp này coi chừng nha. Khi bấm đau thì họ biết đau, nhưng mà có người phải để ý cái này, biết là tự nhiên họ kêu đau bỏ ra, đau bỏ ra vì đá. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Thầy cho con đi nghe này, đau họ biết đau nhưng mà tự nhiên kêu trước thì được, tức là tự nhiên họ kêu đau bỏ ra, đau bỏ ra thì mình nói này, đau bỏ ra thì anh phải giật lại chứ, tại sao anh kêu bỏ ra? Lúc đó nó không có sức, ngay lại nó không có sức. Bây giờ bất cứ chỗ nào nó kêu đau bỏ ra, các bạn thì bỏ tự anh phải giật đấy chứ, đau anh phải giật đấy chứ, tức là phản xạ gì, nó kêu không có sức. Mình thử nhiều chỗ là để kêu đau bỏ ra, tôi giả sử bấm cái đầu đau bỏ ra, nó không chịu bỏ, tức là hỏi tại sao bỏ, nó không có sức. Vậy quý vị biết nó là bệnh gì không? Sida. Sida là gì? Tên tiếng Việt hay lắm, liệt kháng, tức là sức đề kháng liệt. Bấm đau mà không, miệng nó kêu đau mà kêu bỏ ra mà hỏi thế bao giờ anh phải đỏ đấy, nó kêu không có sức. Rồi đục chỗ nào kêu đau bỏ ra, tức là nó chỉ có một hệ thần kinh là giao cảm mà phản xạ không có, thế gọi là liệt kháng. Thành ra tôi đã chữa một người đục chút xíu kêu đau bỏ ra đau thì phải dừng lại chứ, không có sức. Đau bỏ ra thì dừng lại, không có sức. Thì đúng chứ, chẳng thể nào là liệt kháng mà không chết đề kháng. Tôi bảo, như vậy mày chia ra rồi. Nó kêu phải, từ trên mèo rồi kêu phải. Là lúc là không dám đụng cái gì, chân tay là đồ dụng cụ vào mà nó hết á. Nghe không? Bắt đầu tập khi công. Bắt đầu đi bơi lội. Bắt đầu đi bơi lội, bắt đầu tập khi công. Bắt uống đường. Uống thuốc bổ máu. Lần sau vừa đụng nữa. Đau, giật. À như vậy sức đề kháng mà có đó. Đau, giật. Bỏ đi bơi lội. Nó bảo, xuống á, nó mệt, xuống nó không bơi được. Đó, mày vô cái hồ nước nào thật nóng á, mà mày chịu được á, rồi mày đeo cái phao vô nách mày đó, tại vì nó yếu quá đề kháng thì nó biết bơi, giờ không biết bơi nữa, nó không biết bơi, tại vì không có sức mà. Nó đeo này, thế bảo khi nào á, mày nhúc nhích tay chân một chút xíu á, cho mày trôi một chút xíu á, nghe không? Rồi cái đề kháng mày tăng lên. Thế là nó báo là hôm qua tôi lội rồi đấy, đây một thuốc, tự nó, xong mà mới tôi lội được hai thuốc, nó mới nói, tôi bơi được một vòng, nó mới tôi bơi được 10 vòng, bây giờ tôi khỏe rồi, bây giờ mày thử coi, vừa hơ lửa cái đau giật vô, vừa đốm cái đau giật vô, em bảo thế mày hết xì đa rồi, nó đi khám mà hết thiệt. Nhưng mà cái đó mình không dám tuyên bố, mà tự tay không dám tuyên bố,
Tại vì mình mà đụng tới đó nó bắt mình đi, bắt mình lấy máu và thử sida là chết luôn. Thành thành sida là gì? Cái tên sida không biết, nhưng mà tên Việt Nam là liệt kháng, không có sức đề kháng. Vậy anh này biết đau mà anh có giật hay không là không chưa biết. Rồi nè, kêu đau rõ ràng nè. Đau, nó có giật đâu. Thì rõ ràng bấm đau lắm chứ mà không đau. Này, này, đau lắm. Đau lắm. Bụng lủng lỗ cũng đau lắm, không có làm. Nó cũng chịu đấy. Đấy, bây giờ mình mới tăng sức đề kháng lên này. Chưa thấy nhúc nhích gì cả. Nghe như cho bấm đau không hoàn ra. Rồi, nằm ngửa, nằm ngửa. Như vậy là anh này không có phải bệnh đau đầu gối mà vì anh đi cắt chân, mổ chân mà không có gì hết là bây giờ này. Bây giờ có sức đề kháng liền này, coi này. Nằm đây, nằm đây, nằm đây. À, nằm đây, để đây, để đây. Cú lên cầm mèo. Cái này là trường hợp đặc biệt nè. Đưa chân lên 45 độ. Đưa cho 45 độ, giữ lại, giữ nguyên. Giữ nguyên. Khói đấy, này, này, này. Nè, nè, coi nhá, nè, coi này, giữ nguyên, không có sức, không có sức, nè, chứ người to không có sức, nào là đưa lên này, giữ nguyên, đừng làm rớt xuống, thấy không, đó, không có sức, nè, làm lại nè, ráng giữ nè, ráng giữ được 10 tiếng nè, ráng giữ đi, ráng giữ. Giáng nữa đi, giáng nữa đi. Như vậy đâu phải đau đầu gối đâu. Liệt hết toàn cái hệ thần kinh này. Như vậy không phải anh đau đầu gối. Bây giờ anh đứng cái bài này cho tôi. Đứng này, anh đâu phải đau đầu gối đâu. Không có máu, không có sức để khám. Ồ, thế thì mổ phí đi, mổ 2 lần phí. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Không phải đau đầu gối. Anh đứng một tới thế này này, hai chân đứng thế này. Được, rồi thẳng lưng, hạ đầu gối chạm xuống, hai hai đầu gối chạm nhau, chạm nhau, rồi đưa thẳng tay bàn tay ra, thẳng bàn tay ra, hai tay, cố lên cả miệng lại, à, cố lên cả miệng lại, thở một hơi thôi. Anh nhìn bao giờ móng tay anh đỏ lên, nó đang trắng này, đỏ lên, từ 5 phút trở lên, anh thở một hơi đi. Tăng sức đề kháng, máu mới chạy cùng mới được. Nặng khỏe đó, tao khỏe rồi nè, đụng chỗ đau liền, bung cái đau liền. Thấy cái này đâu có cần chữa. Không có sức. Thấy cái này đau là không có máu hết cả. Nó đau đau có thần kinh nhưng mà không phản xạ. Ta không có phản xạ, thành ra cái hệ thống mạch đường với máu rất quan trọng. Nếu mà máu khỏi chỉ có tăng đường trong máu, mà không tăng đường trong máu là nguy. Tức là không có đề kháng, thế thôi. Có người liệt cũng luôn ở giao cảm đúng. Thì cái người này hơi liệt giao cảm, bấm mà không đau, xong mới biết đau. Đau nhưng mà đau thật đau, miệng kêu đau bỏ ra đừng bấm nữa, nhưng mà tại sao không dừng lại, tức là hệ sống. Phản xạ không có. Như vậy nếu mà tay cho uống thuốc thần kinh hoài thì tự nhiên hơn, tức là ông này đau là uống thuốc giảm đau nhiều lắm. Đấy. Cái giảm đau cũng làm sida chứ đâu phải không? Giảm đau tức là bây giờ không biết gì cả. Người ta vẫn đau mà người ta cắt thiệt nó không đau. Như vậy cái dùng ngọc phiến cũng sai rồi. Thì liệt kháng, liệt kháng, liệt kháng. Đấy, thấy chưa? Thấy không? Đó. Rồi, nằm nghỉ đi. Đấy, từ từ nó lên, thấy không? Không có sức không? Thấy không? Nếu mình không biết á, là mà bây giờ mình chữa rất là dễ. Anh chỉ phải uống thuốc bổ máu, bỏ tất cả các thuốc giảm đau. Giảm đau là làm thần kinh chết đi, chết đi, chết đi từ từ.
thì nó thành cái bệnh đó. Ủa vậy nó cho anh uống morphine mà. Dạ. Dạ anh đâu uống morphine luôn hả? À, không không phải morphine mà uống cái tridolin. Nó cũng là cái thuốc nặng morphine nhưng nó nhẹ hơn. Thấy chưa? À. Thành ra chính nhưng mà chính cái hệ thống y tế làm người ta bị liệt kháng. Chứ không phải lấy ai hết á. Nó mất sức đề kháng luôn. Bây giờ muốn tăng sức đề kháng á, thứ nhất là có khí, thứ hai là phải bổ máu, thứ ba bổ đường. Thế là con số áp huyết của mình là hay không? Phải bổ khí là phải tăng. Số thứ hai mình không thể là lên đường. Số thứ hai là phải bổ máu, số thứ ba bổ đường. Thấy không? Thành cái phương pháp mình chất là hay. Thiếu máu, thiếu đường thì tôi cũng là lò gì đâu. Còn khí đứng ở đây mà thiếu đường nó cũng tụt luôn à. Nhưng mà bên này không cần chữa. Cần chữa là này, giảm không được uống thuốc giảm đau, mà cần phải uống thuốc bổ máu, cần phải uống được, cần phải đi tập bơi lội. Tại vì không biết khi công thì bơi lội thì nó tiêu hóa cái máu nó chảy thì thằng kia nó bơi tới 50 vòng xuân, ngày nào cũng đi bơi, khỏi đến chơi nữa, nó đến nó bảo tao khỏe rồi này, vừa bấm lại, ô đau đau đau. Nhưng mà anh đi làm này nó có mệt, dễ mệt không? Dạ. Đi làm công việc thì. Dạ em bị bệnh có giấy bệnh của bác sĩ cho nên bây giờ đi làm. Bác sĩ nói chuyện với hãng sẽ làm bây giờ làm những đang đứng hả? Đang đứng nó xỉu. Đang đứng nó xỉu. Đó hôm nay biết thế nào đề kháng chưa? Đề kháng là về uống thuốc giảm đau, thần kinh lên liệt luôn. Nhưng mà lại là mất máu mất khí luôn. Thành ra đo cái số của ông là hư thành ra phát hiện được con số đó. Giảm thuốc mỗi ngày chỉ một viên. Cũng vậy, uống xong một lần đề kháng. Một ngàn viên tridonal cộng với lại đấy toàn thuốc độc không à? Nhưng mà cái gì đó nó mạnh hơn morphine theo em biết. Đó, nó mạnh hơn chứ sao nữa. Dạ, nó cho một ngày uống 3. Nhưng mà ông này không phải đau chân. Không phải đau một bôi. Thiếu máu đau một biết uống lên. Thiếu máu liệt cá. Dài thế này cũng đau rồi, nhờ rồi thấy không? À. Bây giờ không đau được nữa. Quay trở lại bên kia. Quay cái đầu lên qua bên đây. Tại vì đứng này tôi muốn quay cái phim cho nó rõ. Thì từ trước bên đây mà tôi móc cái nắm. Bây giờ tôi cầm này, cũng là phải để thế này. Tôi móc cái nắm này, nó rõ ràng đi nó chậm không? Nó đau quá, thế mà. Để chân mà, nên bây giờ coi chân nó đau nhá. Để chân này như thế này đi nó chậm. Mà để chân bên đây mà nó không đau á. Nó không đau á, thì nó không chậm. Còn là ngã nó chậm quá đây này. Bây giờ coi nó chậm ít nhá, bên nó chậm nhiều này. Cao lên này. Bây giờ nó không vô được này. Mình cầm cái này mình bơm máu à. Này bơm này. Bơm mình kéo này. Đó, thì từ từ cái chân nó vô này. Cái có chân vô này. Không cần phải làm gì cái này có chân vô này. Ôi trời ơi. Có chân vô này. Này. Đó, đó chúng bơm rồi. Rồi. Bây giờ để nguyên 5 tháng. Đó, để nguyên 5 tháng. Muốn có chân vô nữa này. Tay cầm này, cầm ngón này này. Dây nó tự nhiên nó vô à. Nó ngoài ngoài nó vô này. Nó ngoài ngoài rồi này. Dây một cái, chỉ có hai chân thôi. Dây cái nó vô này. Dây vô ra này. Giữ nguyên. Đây, vỗ này cho máu xuống. Nếu mà chân này để lâu á thì cái này chổng càng cao á thì gọi thần kinh tọa. Thì lấy cái cổ trỏ mình này. Cái giữa cái rãnh này, rãnh mông này này. Thế này này, chia làm 3 đoạn, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn. Thì bấm vào đoạn này nè. Đây này, tức là đè này xuống, để cho cái mông này nó xẹp xuống. Đấy. Đó, anh có phản xạ cái chân kia không? Phản xạ? Không có phản xạ mà. Đấy, thấy không? Mình chữa ở nhà đâu phải gì đâu, có dùng sức đâu này. Thì anh đang, trong người anh đang tạo ra thuốc. Nhưng nếu mà liệt thần kinh không tạo ra thuốc. Bắt đầu thổi này, 1, 2, 3 thổi, lòng thôi, 1, 2, 3, thổi, đó, 1, 2, 3 thổi, đó, từ từ nó mềm này, vì thổi nó hơi ra, còn nín hơi thở, nó chống lại cái này này, 1, 2, 3 thổi, đó, đấy, từ từ này, thế này, 1, 2, 3, mà đè này xuống, đó, thổi, nó nếu đau thì giữ nguyên lại này,
gõ cho nó, cái khớp nó khô, gõ cho nó máu xuống nó khô. Đây, 1, 2, 3 thổi này. Đó, nó xuống từ từ. 1, 2, 3 thổi này. Đó. Nếu mà ông nín thở quá thì nó chống lại thì nó khi nó cứng lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ ông phải nằm ngược lại. Nằm ngược lại. Tóc ngửa đi. Nằm ngược lại, không đầu đây. Giữa cái đoạn này với đoạn này á, là nó phải tắt đầu gối đấy. Đừng bao giờ ngồi vào đầu gối. Nhưng mà mình không có đủ sức mình đè. À, thế là tôi cũng không có người đâu, hoặc thế thôi. Nè, kéo chân ra. Để chân ngay ở này này, tôi ngồi vào đây. Tôi ngồi vào đây. Tôi khều khều cái chân này này. Thì bây giờ sức của ông đi đâu? Thay vì ông cứng cái chân này. Mà cái chỗ này không cho ông chạy thì ông phải chạy thẳng xuống dưới này nè. Thì cái khí chạy là chạy qua đường đầu gối rồi nè. Nó qua đầu gối nè. Qua đầu gối mình cầm này nè. Mình cầm cái dây nè. Đau lắm. Đó. Nhưng mà không cho chạy qua đầu gối. Nó phải chạy thẳng xuống thế này nè. Ây, đau quá. Đó, tức là ông đang gầm. Đừng dùng sức. Đầy quá lên. Ông chống cái này. Nó ra cũng như đây cục đá vướng đầu gối. Ông chạy cục đá răng. Răng cục đá. Ông đến ông cứu. Cứ bò. Ra tự nhiên chỗ này nó mềm ngay nè. Mềm ngay nè. Hồi nãy đầu là thế đấy thì mềm đó. Mềm đâu, bây giờ nằm ngửa. Nằm ngửa. Cho giãn đầu gối nè. Giãn đầu gối, cứ kê cái gót chân này lên. Một tấc. À, xong. Cho giãn đầu gối là giãn như thế này nè. Thì chỗ này hở nhưng mà anh đè xuống cũng không gãy chân được. Chỉ đè được tay thôi. Thấy không? Nè, đây nè. Đây, thì đây phải xếp cái chân cho nó xếp gót ngay là này, này. Đây này, 1, 2, 3, thở ra. Đè xuống. Tức là bây giờ máu chạy đang chạy qua gối này. Anh đè xuống chỉ có tới đây thì làm sao gãy gối được. Đó, bây giờ đè bắt đầu chân nó ngửa lên nè. Đó, nó ngửa lên, đó là máu chạy đó. Nó chạy lên nè. Đó, chân ngửa là thành công. Còn nó không có sức đó, nó liệt luôn. Nó cứ nằm hoài. Đây nè, đây nè. Rồi xong. Hai tay nắm đầu gối. Thả lỏng người, kéo em gối thở ra, sát rồi, thổi, sát rồi, và tập cái gối này nữa, kéo, thổi, kéo thổi, trong cái kéo thổi, để ý có đau không? Đỡ đầu. Đỡ đầu rồi phải không? Đỡ đầu hết rồi, bị hết đầu rồi. Bởi vì khi nó nằm này á, là cái sườn đầu gối á, cái bánh chè đó, hai cái gối này này, bánh chè dưới này, nó bị đóng môi vô, thế ở dưới nó có bánh chè. Anh nghĩ đến dưới này thì tức là nó hở lòng cái khớp ra, nó không dính vô nữa. Là vì mình phải làm này. Đó, sát rồi đó. Đấy, chân này còn sát hơn chân này. Thấy không? Đầu gối mắc vôi. Thì đầu gối mắc vôi này. Khớp mắc khô này. Nó thiếu máu thiếu đường này. À, huyết nó vôi nè. Khô, ướp gối là thiếu chất nhờn nè. Thầy chuẩn bị như là con ở nhà mình không có ai giúp mình ấy. Xong rồi. Mình tự tập được đúng không? Thì bây giờ chỉ có tập cái này thôi. Tập gối rồi đúng không? À, chỉ tập cái thôi. Ừ. Có khi đã mở cửa rồi, thông rồi. Tiếp tục tập thôi đi. Thôi đi. Thì ông coi về giúp đỡ anh cả. Cái đầu gối của con ấy là mổ hai lần này nhưng mà cứ nó cứ sưng lên cứ bây giờ không thành nó lại tự sưng lên. Anh chỉ cần là uống thuốc bổ máu. Yeah. Thêm đường. Yeah. Chứ nếu không á mai mốt khớp tay cũng đau mà khớp vai cũng đau. Yeah. Rồi khớp chân cũng đau, tức là rồi nó còn liệt mà. Yeah. Cái là liệt. Giá ngựa bổ còn con bé nó có đường. Thì cũng vậy. Đó, thật ra không đau thôi. Cái đau, đau là thiếu đường. Con này hết mà đè lên mà chồng nó mông lầm mới là đau. Cái đâu có đau đâu, cái này đầu gối mà đầu gối mềm mà cô bóp chân mềm không? Đâu phải đâu có cứng đâu phải không? Này, mềm sao à? Như vậy là thiếu đường. Thiếu máu. Thì, nhưng mà may bây giờ á, này, thiếu đường thiếu máu rồi, bây giờ có phải si đau nhá.
Thiếu đường với ngó là đúng rồi, nhưng mà này có sức đề kháng nhá này con này nha. Cấm này nè. Đó, đây là có đó, thế là kêu đau không được làm nữa, không bị giật chứ. Nhưng mà đâu có sao đâu, cái này không nói. Nhưng mà chữ đầu gối là sai rồi nhá. Nhưng mà chữ đầu gối là sai. Đầu gối đau là cái này không vô được. Này giật quá chừng giật gối này, giật còn như chân phong nữa. Nhưng mà đâu phải đau đầu gối, thiếu máu thiếu đường. Tay cái